Trời ơi, giờ này mà còn chưa về nữa. Chuyện muốn nói với anh. Chiều nay đi làm về mình nói chuyện với nhau nhé. Ừ em. Anh, dạo này anh lạ lắm nha. Lạ cái gì mà lạ? Em mới lạ ấy. Dạo này thì em cứ hỏi linh ta linh tinh. Có phải là anh đang lo lắng cho dự án sắp tới của công ty không? Anh có thể chia sẻ với em mà. Cứ quần quật làm việc một mình như vậy hại cho sức khỏe lắm. Em có pha cho anh một ly sữa hạt để trên bàn kìa. Uống đi rồi làm việc tiếp anh nhé. Cảm ơn em đã hiểu cho anh.